Hoa hậu Enfa đá bay Thiên Ân bằng cú đấm lửa quyền lực để lộ nhan sắc chưa chỉnh sửa gây sốc. Ngày 20 tháng 10, đêm trình diễn trang phục văn hóa dân tộc National Costume thuộc khuôn khổ Miss Grand International chính thức diễn ra tại Indonesia với màn trình diễn đầy mãn nhãn của 68 thí sinh. Đại diện Thái Lan mang bộ môn quyền Anh lên sân khấu, Enfa trổ tài đấm đá không thua tuyển thủ chuyên nghiệp. Theo đó, những màn tranh tài gây cấn của các mỹ nhân khiến người xem khó rời mắt khỏi màn hình. Cộng đồng fan tại khu vực châu Á đặc biệt quan tâm đến Hoa hậu Enfa Wardaha, đại diện đến từ Thái Lan, với phần trình diễn cùng trang phục mang tên Hanuman Thai Boxing, lấy cảm hứng từ bộ môn quyền Anh Thái Lan Lopburi. Trên sân khấu, nàng hậu đã thực hiện những động tác tay lẫn chân cực kỳ dứt khoát, thanh lịch và đầy quyền lực để tôn vinh hết được ý nghĩa sâu xa mà Thái Lan muốn giới thiệu đến bạn bè quốc tế. Dù tầm nhìn không quá rõ bởi phần đầu của trang phục, nhưng mỹ nhân xứ chùa vàng vẫn trình diễn một cách chuyên nghiệp, không hề có động tác thừa. Biểu cảm đầy uy lực khi tháo phần trên lộ diện toàn khuôn mặt của Enfa Wardaha khiến người xem được tẩm bổ mắt. Màn biểu diễn của đại diện đến từ đại diện Thái Lan thổi bùng lên sức nóng của đêm thi trang phục dân tộc, fan reo hò khi đến lượt nàng hậu bước ra sân khấu. Có thể thấy, Enfa hiện đang là đại diện Thái Lan chinh chiến tại Miss Grand International 2022. Cô sở hữu vẻ ngoài sắc sảo, khuôn mặt đẹp không tì vết cùng thân hình nóng bỏng. Cô được coi là chiến binh ngàn máu của xứ sở chùa vàng, có khả năng đoạt lấy ngôi vị cao nhất tại cuộc thi nhan sắc lần này. Mới đây, những bức ảnh cũ của nàng hậu đã bị netizen nhanh chóng đào lại. Trong loạt ảnh, Enfa có khuôn mặt tròn, diện mạo đáng yêu ưa nhìn, phần khuôn miệng cũng chấm chím có sự khác biệt so với đôi môi đầy đặn hiện tại. Công chúng cho rằng cô đã can thiệp thẩm mỹ trên khuôn mặt để ngũ quan trông hài hòa xinh đẹp hơn. Trước khi trở thành Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2022, cô vốn đã nổi tiếng với vai trò ca sĩ, có trang cá nhân Instagram đạt hơn 1 triệu lượt theo dõi. Bởi vậy, không khó hiểu khi chân dài có nhu cầu chỉnh sửa để trở nên hoàn hảo hơn trong mắt công chúng. Enfa Wardaha hiện đang vướng kiện cáo với công ty chủ quản Sanrawi Entertainment. Cụ thể, đơn vị này tố người đẹp tự ý đi thi nhan sắc khi chưa có sự đồng ý. Ngoài ra, Sanrawi Entertainment cho biết thêm rằng họ đã mạnh tay đầu tư cho hình ảnh của Enfa, không tiếc chi phí can thiệp thẩm mỹ đắt đỏ cho nàng hậu như làm thon gọn khuôn mặt, giảm gò má, nâng mũi, chỉnh răng. Khi chinh chiến tại Miss Grand International 2022, cô luôn nổi bật trong dàn thí sinh tới từ khắp các châu lục. Đặc biệt khi đọ sắc cùng đại diện Việt Nam, mỹ nhân Thái cũng ghi điểm với vẻ ngoài trang nhã bên cạnh đoàn Thiên Ân kiêu sa. Hoa hậu Hòa bình quốc tế Miss Grand International là một cuộc thi sắc đẹp thường niên do ông Nawat Issaragorisiu sáng lập và đặt trụ sở tại thành phố Bangkok, Thái Lan. Cuộc thi hướng tới thông điệp chấm dứt chiến tranh và bạo lực. Người chiến thắng có nghĩa vụ đến nhiều quốc gia trên thế giới để tham gia các hoạt động xã hội, nâng cao nhận thức cộng đồng về xóa bỏ xung đột cũng như tầm quan trọng của hòa bình. Trước đó, vào tháng 4 năm 2022, ban tổ chức Miss Grand International đã phát đi thông cáo báo chí tới các đơn vị nắm giữ bản quyền về việc nâng cao độ tuổi thí sinh tham dự lên mức 28. Việc này sẽ tạo cơ hội cho các cô gái thêm một suất để được hô to hai tiếng quốc gia mình tại quốc tế. Tuy nhiên, động thái này còn chứng tỏ tham vọng lớn lao của ông Nawat cũng như ban tổ chức Miss Grand International đang manh nha gom sạch các cô gái từng thất bại ở các đấu trường khác có khát vọng ghi danh ở cuộc thi do mình tổ chức. Tuy sinh sau để muộn và gây nhiều tranh cãi, song Hoa hậu Hòa bình quốc tế đang nhanh chóng thu hút mạnh về mặt truyền thông so với các cuộc thi nhan sắc khác.